Sau đây sẽ là thế bấm hợp âm của tay trái ở đoạn 1 của bài. Chúng ta sẽ bấm thế như sau. Hợp âm đô gồm 3 nốt là đô, mi, son. Đô, mi, son trên này nữa thì chúng ta sẽ chỉ bấm 5 nốt là đô, son, lặp lại đô, lặp lại son và lên mi. 1, 2, 3, 4, 5. Tương tự hợp âm pha sẽ bắt đầu từ pha đô, pha đô rồi lên lá. Tiếp tục rê thì chúng ta bắt đầu từ rê, pha la rê la pha. Hợp âm son bắt đầu từ son, rê son rê si. Hợp âm mi trưởng thì có nốt son thăng cho nên chúng ta sẽ bấm là so mi so si mi si rồi son thăng trên này. Rồi la thứ thì bắt đầu từ la mi đố. Rồi ba hợp âm cuối cùng nó hơi cách nhau hơi nhanh cho nên chúng ta chỉ đánh pha ba nốt này, son giữ nguyên hợp âm thế này rồi đô. Chúng ta sẽ bấm thế như sau. Hợp âm đô thì bắt đầu từ nốt đô, hai nốt sau mỗi nốt cách nhau một phím trắng và bấm cùng lúc hai nốt sau xuống. 2 3 Tiếp theo âm son bắt đầu từ son, tiếp tục bấm như thế này. When bấm pha you son. For Christmas. Rồi âm pha